Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách invest mà rất là an toàn và rất dễ, đặc biệt là cho những người mới bắt đầu. Cái cách invest này mình không có sợ thua nhiều tiền nhưng mà nó rất là good for long term nha. Và trước tiên mình sẽ update cái account của mình tuần vừa rồi cho các bạn xem nha. Account của mình thứ sáu vừa rồi nó lên khoảng gần 500 đồng ha. Tuần vừa rồi thì nó lên 600 mấy đồng. À, tháng vừa rồi thì nó lên được khoảng 600 gần 700 đồng ha. Và 3 tháng từ khi mình invest thì mình lên được khoảng 1.100 nha. Thì vào tuần vừa rồi, những ngày đầu tuần thì stock nó xuống chút xíu, một ngày nó xuống chút xíu thì mình cũng mua được thêm một vài cái stock nha. Mình thêm một cái stock mới mình chưa bao giờ mua nhưng bây giờ mình mua, đó là cái Wells Fargo nha. Thì mình mua cái Wells Fargo này 26 đồng 22 sen, mình có 15 xe rưỡi nha, thì mình mua khoảng 400 đồng. Lý do mình mua cái Wells Fargo là tại vì nó là một trong những cái nhà băng lớn của Mỹ và cái thời gian này nó xuống nhiều, nó xuống giá của nó là thấp nhất trong vòng 10 năm qua nha. Và tuy là nó không có good, nó không có làm ăn tốt như những cái nhà băng khác nhưng mà cái nhà băng này là một trong những cái nhà băng lớn và đặc biệt là nó trả tiền dividend rất là tốt. Cái dividend của nó bây giờ là 8.02% một năm nha, rất là cao, có thể nói là một trong những cái dividend cao nhất trong cái financial, cái nhà băng nha. Thì mình có 15.49 xe, giá của nó là 26 đồng 22 cent một xe. Thì nếu mình mua cái mình có 15 xe này thì một năm mình sẽ nhận được thêm 31 đồng từ cái tiền dividend nha. Và thêm nữa là mình mua thêm 108 đồng của JP Morgan, cũng là một cái nhà băng khác, thì tuần rồi nó xuống chút xíu, mình mua với giá là 91 đồng 17 sen. Và thêm 100 đồng của UPS, nó cũng xuống chút xíu, mình mua 100 đồng này với giá của một xe là 90 đồng 38 sen nha. Thì mình mua thêm 1.07 xe nha, mình mua cái này mua bằng fractional share, bằng tiền 100 đồng nha. Và thêm 10 xe của SPSD. Thì cái SPSD là một cái monthly dividend, có nghĩa một tháng nó sẽ trả tiền dividend cho mình. Mình sẽ giải thích thêm về cái SPSD một chút xíu sau này nha. Thì khi mà mình mua những cái stock này, tuần này mình dùng hết 927 đồng nha. Thì với những stock mà mình mua tuần vừa rồi, một năm mình sẽ nhận được thêm 57 đồng tiền dividend nha. Thì tuy là stock nó lên hay xuống, mình không có quan tâm nhiều nhưng mà cái dividend này nó vẫn trả cho mình, một năm mình sẽ nhận được thêm 57 đồng nha. Không biết nó lên hay xuống, nó vẫn sẽ trả 57 đồng này. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà invest an toàn nhất và tốt nhất, lâu dài nhất nha. Đó chính là invest vào trong cái ETFs nha. Có nghĩa là cái Exchange Traded Fund. Thì cái này giống như là một cái stock nhưng mà nó tập hợp những cái stock khác trong cái stock này, nó còn gọi là một cái phân. Thì nói nôm na là như thế nào, cái phân này như một cái giỏ nha. Thì trong cái giỏ đó có nhiều cái stock khác, một ít của cái này, một ít của cái kia, rồi người ta gộp vào, người ta bỏ vào trong cái giỏ này, rồi nó tạo thành từ cái giỏ này là một cái cổ phiếu, nó như là một cái cổ phiếu. Rồi các bạn mua bán cái này thì khi mà cái stock của những cái công ty khác nó lên hay xuống thì nó cũng ảnh hưởng đến cái market này, cái phân này nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem ba cái ETF mà mình thích nhất và một cái individual stock mà mình cũng rất là thích luôn. Đầu tiên đó là cái VOO, nó còn gọi là S&P 500 của Vanguard nha. Thì cái này nó giống như là một cái đại diện cho cái nền kinh tế của nước Mỹ, nó tập hợp 500 công ty có sức ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Mỹ lớn nhất nha, tạo thành một cái ETF này, một cái stock này. Thì nếu cái này trong 500 cái trong công ty đó, cái này lên cái khác xuống thì nó điều hòa nhau, nhưng mà nếu cái nền kinh tế nó đi lên thì cái stock này nó sẽ đi lên theo. Thì khi các bạn nhìn vào một cái chart nha, các bạn cũng có thể thấy nha, từ năm 2010 đến bây giờ nó đi lên rồi nó đi xuống chút xíu rồi nó cứ đi lên. Tuy cái market nó không bao giờ lên thẳng một đường mà nó có lên xuống nhưng mà bây trong cái long term 10 năm nha, các bạn có thể thấy là nó lên này, từ 150, dưới 150 bây giờ nó lên khoảng 207 rồi.
thì trước khi bị corona nó lên khoảng gần 300, nhưng mà bây giờ nó xuống rồi nó lên lại chút xíu rồi, thì đây là cách invest tốt nhất. Và người ta nói là trong cái long term đó thì không có cái stock nào, cái individual stock nào mà có thể thắng được cái ETF này cả. Những cái stock nó có phần lớn nhất ở trong cái VOO nha, cái S&P 500 của Vanguard đó, thì cái lớn nhất đó là Microsoft, và cái tiếp theo là Apple, rồi trong đó nó có Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway and Alphabet là của Google nha, Johnson Johnson, Visa and Procter and Gamble. Những cái công ty này nó rất là lớn và nó chiếm phần trăm lớn nhất ở trong cái S&P 500 này, cái VOO này. Thì trước khi mình nói thêm về cái ETF này, các bạn help mình like and subscribe channel nha. Và cái ETF tiếp theo mình muốn nói đến đó là cái VGT nha, là cái này về technology. Thì theo cái sở thích của mình đó và theo cái dự đoán của mình thì technology nó sẽ càng ngày nó càng phổ biến hơn trong cái cuộc sống của mọi người. Thế nên cái technology này, cái stock của nó, cái sector này nó sẽ lên thêm rất là nhiều trong là nhiều năm tới nha. Thì đây là 10 cái công ty, 10 cái stock lớn nhất của cái ETF này nha, của cái VGT, cái technology này. Thì cái lớn nhất là Microsoft and Apple, và những cái khác 4%, 3%, có một hai cái nó 2%, 2%, 1%, và những công ty khác nhỏ hơn thì nó có phần trăm nhỏ hơn. Thì cái ETF này nó tập hợp lớn nhất là của Microsoft and Apple nha. Và cái ETF cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái SPSD. Cái này là một cái ETF về những cái công ty mà trả tiền dividend cao, nhưng mà cái nó ít lên ít xuống nha. Và cái ETF này nó có giá rất là rẻ, nó khoảng 32 đồng mấy thôi. Và đây là những công ty nó có phần lớn nhất ở trong cái ETF này nha. Thì nó có Philip Morris này, nó có AT&T, IBM, Progressive nha. Cái ETF này là một cái ETF nó trả tiền dividend rất là cao, và đặc biệt là nó trả hàng tháng nha, tháng nào nó cũng trả dividend cả. Nên đó là lý do tại sao mình rất là thích cái ETF này. Thì đây chính là cái chart của S&P 500 nha. Market có lúc lên lúc xuống. Các bạn cũng thấy là từ năm 1993 này cho đến bây giờ, thì vào năm 2000 thì nó market nó bị recession nó xuống nha. Rồi từ đó nó lên lại nha. Rồi đây là vào năm 2008, 2009 nó xuống lại nha. Rồi nó vẫn lên lại cho đến bây giờ. Đó là lý do tại sao mình nói với các bạn là nên invest vào trong cái stock market. Tại vì nếu mà các bạn để tiền ở trong nhà băng, nó rất là ít tiền lãi và nó bị inflation, nó bị lạm phát, cái đồng tiền nó mất giá. Nhưng mà khi các bạn bỏ vào đây, lúc nó lên, lúc nó xuống đúng không? Nhưng mà cuối cùng nó vẫn sẽ đi lên, và nó không có giống như là stock nó có khả năng nó bị phá sản. Nhưng mà cái ETF này là nó tập hợp của cái nhiều cái công ty, thì trong những cái công ty đó có những công ty phát triển mạnh, có những công ty phát triển yếu, nhưng mà nó cộng lại rồi nó điều hòa lên, cho nên là cái stock này nó cứ đi lên đi lên đi lên mà nó không có sợ bị phá sản. Nếu nó xuống thì có một vài công ty khác nó lại lên thì nó điều hòa lại nha. Nên các bạn không cần phải lo là cái ETF này nó bị phá sản. Đó là lý do tại sao nhiều người Mỹ đó, người ta có cái tài khoản hưu trí, ví dụ như là 401k hay là IRA đó, thì người ta mua những cái ETF này vì nó chắc chắn hơn, nó an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ví dụ nha. Nếu các bạn có 5.000 muốn invest vào trong cái stock market một cách an toàn và lâu dài thì các bạn nên làm như thế nào? Đây là một cái ví dụ của mình đặt ra nha. Mình đã có một cái feeling, một cái cảm giác là cái stock market nó sẽ đi xuống thêm một lần nữa trong một vài tháng tới. Lý do là tại vì cái các bạn cũng biết là cái unemployment, cái tỷ lệ thất nghiệp nha, và cái corona này nó còn đi qua đi lại nhiều quá, nên khả năng cái stock market nó sẽ đi xuống thêm một lần nữa. Thời gian này stock đi lên mình nghĩ có hai lý do nha. Một lý do đó là government bỏ tiền vào, bơm tiền vào stock market nhiều. Cái lý do thứ hai đó là những người invest giống như mình, đặc biệt là những người mới, người ta rất là sợ khi mà cái market đi lên, người ta nghĩ là người ta sẽ mất cái cơ hội để mà mua stock giá rẻ, nên người ta sẽ bỏ tiền vào và cứ mua, nó đẩy cái market đi lên. Nhưng mà thực sự nha, cái unemployment nhiều người không có việc làm, rồi cái virus này còn như vậy, nhưng mà cái stock market nó cứ đi lên hoài, nó không có đúng.
Cho nên mình nghĩ là một vài tháng tới có khả năng nó sẽ xuống lại một chút xíu nữa, khoảng 15-20%. Cho nên mình vẫn giữ một số tiền mặt để khi nào nó xuống mình mua thêm nha. À, thì nếu các bạn có 5.000 thì các bạn invest vào stock market như thế nào để an toàn nhất? Thì đây là một cái portfolio theo suy nghĩ của mình là an toàn và có thể làm lâu dài, không có sợ bị phá sản hay mất tiền nha. Thì nếu các bạn có 5.000, bạn sẽ làm như thế nào? Mình sẽ bỏ 800 đồng vào cái VOO, cái S&P 500, 800 đồng vào cái GVT, cái Vanguard Technology, và 700 đồng vào cái SPSD, cái High Dividend, Low Volatility, và cái cuối cùng là 700 đồng vào cái Berkshire Hathaway. Thì cái stock này của Warren Buffett, tuy là nó là một cái individual stock, nhưng cái individual stock này nó combine, nó là tập hợp của nhiều stock khác. Ví dụ như Apple này, ông có Apple nha, ông có Bank America, Wells Fargo, nhiều các stock khác, Coca-Cola, nó tạo thành một cái stock này, nên mình nghĩ là nó vẫn an toàn hơn là những cái individual stock khác. Và còn 2.000 đồng thời gian này mình sẽ giữ nha. Nếu mà nó cái market nó xuống lại thì mình dùng 2.000 đồng này mình bỏ vào mình mua tiếp. Và hàng tuần nếu các bạn có khả năng có thể bỏ vào 100 200 đồng, bỏ vào 1 200 đồng và mua những cái stock nào, những cái phân nào, VOO, VGT hoặc SPSD, cái nào rẻ các bạn mua vào, cái nào xuống các bạn mua vào để average cái cost nó xuống. Thì với cái cách làm này các bạn không có sợ là bị phá sản hay là không có sợ là cái stock xuống nhiều mình mất tiền. Tại vì mình vẫn còn tiền để dành để mình bỏ vào thêm mà, không có lo. Nếu nó xuống thì mình mua được giá rẻ hơn thôi, không có sao. Vì những cái stock này nó sẽ không có bị phá sản.